dài dài sợi gà, mềm thơm hương trứng, caro sợi gà, nhà nhà đều thích. Wow. Ôi, công chúa, công chúa. Xinh gái nha. Xinh quá, xinh quá. Em biết bạn này. Em biết hả? Xinh là biết à. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, trên đôi giày mòn gõ tanh đá tầng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em sẽ đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Với em không, tình yêu em say đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong. Đừng lặng. Chị xin lỗi anh, chị xin lỗi. Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Ôi ôi à. Xin mời giới thiệu ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh chị MC hiệu trưởng ạ. Em tên là Quỳnh Lương ạ, mọi người gọi em tên là Quỳnh được. Em thì đang hoạt động trong cái lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Còn đây là lần đầu tiên mình trên sân khấu luôn và hát. Wow. Tại vì em biết bạn này là qua mấy cái MV rất là nổi tiếng. Và cái MV gần đây là MV Tự Tâm đúng không? Đúng rồi ạ. Em biết, đẹp. Em biết. Đẹp. Thì là coi cái MV nhiều rồi đó biết. Trời ơi, nãy giờ bà đứng biết ra bài clip bà từ đâu là ôi biết bạn hay gì không, coi MV đẹp thôi biết. Nhưng mà mình nó thường hát nhiều không? Em được cái thì ít khi hát và hát cũng không hay, và kiểu em cũng là một người hay chế lời ạ. Hát. Nhưng mà nói chung là thực ra hôm nay mọi người hỏi em đến đây là kiểu động lực nào, thế em bảo là đây là động lực rất lớn từ chị Sam. Sao em không biết tại sao em kiểu có hai người mà em hâm mộ mà tạo động lực cho em rất nhiều, đó chị Sam và chị Ninh Dương Lan Ngọc ạ. Thôi tới. Đây là em gái nuôi của em. Em ruột đúng không? Em gái nuôi của em, thấy cái mặt hao hao nhau không? Ồ, giống, em thấy giống mà. Hao hao nhau, giống, rất là giống, hao giống, luôn. Giống thiệt. Ôi. Rất giống luôn. Về đội Sam luôn. Năm nay chị cũng đút lót rất là nhiều cho ekip chương trình để xin vô cái vị trí đội trưởng nhưng mà vẫn chưa được em ạ. Không cho chị hát. Quỳnh Lương ơi, vậy thì cái thể loại âm nhạc mà mình hay nghe đó là thể loại nào? Sự thật là em phải thừa nhận là em là nghe nhạc theo đại chúng, là bài gì hot là em nghe. Tốt, tại vì những bài hot là những bài mà trong chương trình mình có nhiều nhất. Nhưng mà nhớ không thì em không chắc. Nghe nhiều mà nhớ không chắc. Không nghe thôi thì cũng được rồi, có nghe là đôi khi là sẽ hình dung ra được. Vậy thì hai đội trưởng ai sẽ lựa chọn Quỳnh Lương về với đội của mình? Rồi, vô anh Thanh Duy sẽ chọn mọi người nè.
Bà khen người ta đẹp cho dữ vô. Nhưng mà hợp với hồi người ta rồi mình chọn chị đúng không? Tính hết sao? Cái đồ giới thiệu là nghe nhiều nhớ nhiều hết, bớt mê, đẩy qua đối thủ liền. Thôi đã nhường rồi thì còn gì nữa. Xin mời Thanh Duy, xin mời đón hành viên ạ. Dạ, chào bạn, mời bạn về với đội của Thanh Duy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ vào đây đúng không? Ú là la. Như vậy là hai đội đã hoàn thành xong phần lựa chọn thành viên rồi. Bây giờ là phần quan trọng nhất, đó chính là phần đặt tên đội của mình. Xin mời. Thanh Duy xin được nhường quyền chọn tên đội cho em. Quỳnh Lương. Em hãy chọn một cái tên thật là hay mà thật là hợp với đội của mình đi. Đội mình có vẻ đẹp á. Này em có một ý kiến đặt tên hay. Nhiều khi ngày xưa các cụ câu là đặt tên con xấu dễ nuôi anh. Bây giờ mình đặt tên xấu thôi. Đúng rồi, nhiều khi bây giờ mình đặt xấu đi chứ là cho người ta là cảm giác đánh thẳng luôn vào những cái ưu điểm của anh em. Mình hay quên lời, đội hay quên lời. Đội quên lời hả? Vâng. Trời ơi, sao mà em đặt một cái tên gì mà phải dự đoán dữ vậy em? Em dự đoán được kết quả. Đúng. Anh thua mấy lần rồi anh? Hai lần là thua hết. Bất quá tăng. Đúng. Lần này mình sẽ thắng. Đội chúng tôi tên là đội Quên Lời. Chúc mừng. Và bây giờ xin mời đội trưởng Liz sẽ chỉ định một thành viên của đội anh Thanh Duy ra đấu với mình ạ. Em thì em nghĩ là em sẽ đấu với Quỳnh Lương. Tại vì hai bạn này hát tốt, để hai bạn thi với nhau sau. Mất người vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá khờ. Vượt mất đi bao lời yêu anh trao, mà ngày ấy em mà góc tối cay đắng riêng mình em mà thôi. Mất người vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá ngốc. Nó quên môi tình ngọt ngào, nuôi hy vọng về một người mới quen. Mà giờ đây em nhận ra người em yêu chính anh. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trong giây phút đó em biết em đã sai. Yeah. Ngày tận trôi qua vắng anh cuối con đường, em nhận ra bóng anh sẽ mãi không phải nhòa. Đọc lại ạ. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Trời ơi. Ôi ôi. Em cũng lớn tim thiệt luôn á. Hệ thống chấm điểm xin mời. Bài hát quyết định 6 triệu xin mời. Bài ngày xưa của bé đó. Ngày đông hương thơm đường vắng, mùi bánh kem sữa dâu tây. Nhìn duyên qua ô cửa kính, ai với chiếc bánh kem dâu hồng. Trong mơ giấc mơ cổ tích, từ lâu em vẫn hay mơ. Cùng bánh dâu tây màu nắng, ai bước đến bên em vẫn chờ. Hoàng tử đêm bên em chú tích, lúc bé mẹ thường kể em nghe. Bước ra từ chiếc bánh ngọt, mang yêu thấm vẫn cùng ngày đông. Nàng dâu tây mong có anh mỗi ngày, yêu anh như bánh kem dâu ngon. Ngày có thế nào anh mong có dâu tây kề bên. Tình yêu ơi như giấc mơ, rồi ta yêu thế thôi. Bánh kem này, đôi tay này sẽ là nắng đi qua ngày đông. Dễ thương quá. Nào đọc lại ạ. Hoàng tử đến bên, trong chuyện cổ tích lúc bé mẹ thường kể em nghe. Xin mời. Ôi trời ơi. Đọc chính xác nhưng hát sai. Em vẫn chờ hoàng tử đêm bên em chú tích, lúc bé mẹ thường kể em nghe. Đồng đội ra thì em muốn làm cứu đi. Rồi cứu, xin mời. Chẳng như giấc mơ cổ tích, từ lâu em vẫn hay mơ. Cùng bánh dâu tây màu nắng, anh bước
đến bên em vẫn chờ. Ẩn từ đến bên trong chuyện cổ tích, lúc bé mẹ thường kể em nghe. Bước ra từ chiếc bánh ngọt, màn yêu ấm áp cả ngày đông. Nàng dâu tây mong có em mỗi ngày, yêu em như bánh kem ngọt ngào. Thì có thể nào anh mong có dâu tây kề bên. Tình yêu ôi như giấc mơ, rồi ta yêu thế thôi. Bánh kem này, đôi tay này sẽ là nắng đi qua ngày đông cho em. Đọc lại ạ. Hoàng tử đến bên trong chuyện cổ tích, lúc bé mẹ thường kể em nghe. Hệ 500 điểm, xin mời.